Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa David Perdue và Tom Cotton đã đưa ra những công bố mới xoay quanh dự luật cải cách các quy định về di dân, thay đổi hệ thống di trú mới, chủ yếu là vì một nền kinh tế Mỹ lớn mạnh hơn. Đây là dự luật được soạn thảo bởi hai thượng nghị sĩ nói trên và có tên là RAISE Act, một dự luật được kỳ vọng giúp tăng lương và tiết kiệm nhiều Mỹ kim cho người đóng thuế. Theo công bố, dự luật này có những đặc điểm nổi bật như sau: dự kiến là sẽ giảm số lượng người di trú theo luật định, đồng thời giảm mức người nhập cư tị nạn, hủy bỏ luôn cả việc xổ số cấp thẻ xanh và giới hạn số người tị nạn được vào Hoa Kỳ hàng năm. Quan trọng hơn cả là sẽ thay đổi toàn bộ hệ thống nhập cư mới dựa vào thang điểm. Sở dĩ từ trước đến nay, hệ thống di trú của Hoa Kỳ chủ yếu dựa trên quan hệ gia đình và người Việt ở Mỹ để bảo lãnh thân nhân sang Hoa Kỳ rất nhiều trong hàng chục năm qua theo dự luật này. Tuy nhiên, theo dự luật mới, hệ thống di trú sẽ đánh giá dựa trên năng lực của di dân. Dự luật sẽ hủy bỏ việc bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, chỉ cho bảo lãnh vợ chồng, con cái vị thành niên dưới 18 tuổi. Ngoài ra, việc xét duyệt đơn di trú sẽ chú trọng ưu tiên cho những người có thể nói tiếng Mỹ, có khả năng tài chính và có những kỹ năng để đóng góp cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Cụ thể là trong hồ sơ xét duyệt gửi Sở Di trú Mỹ, USCIS phải có đủ thứ nhất, số điểm mà người nộp đơn có; thứ hai, giấy chứng nhận người nộp đơn có các điểm; thứ ba là lệ phí nộp đơn. Khi tính điểm, các yếu tố sau đây được xem xét: về tuổi, điểm cao nhất được trao cho những người trong phạm vi là 25 tuổi. Ví dụ như độ tuổi từ 18 đến 21 nhận được 6 điểm, độ tuổi là 26 đến 30 nhận được 10 điểm, tuổi 46 đến 50 chỉ nhận được 2 điểm và từ 51 trở lên không có điểm nào. Về vấn đề giáo dục, càng đạt được trình độ học vấn càng cao, điểm càng cao. Bằng cấp của Hoa Kỳ cũng sẽ được xếp hạng cao hơn các đối tác của nước ngoài của họ. Những điểm này nằm trong khoảng từ 1 đến 13 điểm. Về vấn đề trình độ thông thạo tiếng Anh, trình độ Anh ngữ cao hơn được xác định bằng một bài kiểm tra chuẩn. Điểm bài kiểm tra tiếng Anh càng cao thì điểm nộp đơn càng cao. Thành tích nổi bật 25 điểm sẽ được trao cho giải thưởng Nobel và 15 điểm cho huy chương Olympic hoặc là sự kiện thể thao quốc tế. Đối với lương thì mức lương càng cao thì càng có nhiều điểm. Về vấn đề đầu tư và quản lý tích cực vào một doanh nghiệp, tức là EB-5, sẽ cho được 6 điểm cho khoản đầu tư là 1,35 triệu USD. Đầu tư ủy thác vào vùng TEA và 12 điểm cho khoản đầu tư 1,8 triệu USD là thành lập cơ sở kinh doanh mới. Nếu đương đơn đang nộp đơn với người phối ngẫu, điểm của người nộp đơn có thể giữ nguyên hoặc là giảm xuống, tùy thuộc vào điểm của vợ hoặc là chồng của người đó. Người phối ngẫu sẽ cần phải xác định điểm tích lũy, và nếu điểm người phối ngẫu cao hơn người nộp đơn, điểm số của đương đơn sẽ không đổi. Tuy nhiên, nếu điểm người phối ngẫu thấp hơn người nộp đơn thì điểm xét đơn của người nộp đơn cần phải tính lại như sau. Điểm xét đơn sẽ bằng điểm người nộp đơn nhân cho 70%, đồng thời cộng thêm điểm người phối ngẫu nhân cho 30%. Đối với nhà đầu tư EB-5, đầu tư ngay hay là chờ đợi? Nếu dự luật nhập cư trên được áp dụng thì nhà đầu tư EB-5 có được những lợi thế cao hơn các diện khác nhờ vào 6 điểm nhận được khi đầu tư vào vùng TEA. Các yếu tố về mức lương, trình độ học vấn, trình độ tiếng Anh cũng là lợi thế với những doanh nhân thành đạt như nhà đầu tư EB-5. Tuy nhiên, bên cạnh việc độ tuổi càng cao, điểm cộng cho yếu tố này càng thấp và việc tổng điểm hồ sơ phụ thuộc vào điểm người phối ngẫu, nhà đầu tư EB-5 còn phải đối mặt với việc đầu tư có thể tăng lên là 1,35 triệu USD sau 30 tháng 9. Chính vì thế, khi đã có đủ tiềm lực tài chính hoặc là đã sẵn sàng tâm thế để tham gia chương trình EB-5, thì nhà đầu tư nên nhanh chóng chủ động ra quyết định ngay lúc này hơn là chần chừ và bị động trước những yêu cầu nghiêm ngặt hơn từ USCIS về sau. Chính phủ Donald Trump đã sẵn sàng bắt đầu giới hạn chiếu khán visa cấp cho 4 nước ở Á Châu và Phi Châu đã từ chối không nhận lại công dân của họ khi bị chính phủ Hoa Kỳ trục xuất. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng chính sách giới hạn cấp chiếu khán sẽ ảnh hưởng đến các nước như Cambodia, Eritrea, Guinea
và Sierra Leone. Những giới hạn này nhằm phản ứng lại những quốc gia không cộng tác để nhận lại những người mà Hoa Kỳ muốn họ phải ra đi. Theo luật liên bang thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể ngưng toàn thể hoặc là một số loại chiếu khoán đã từng cấp cho những nước này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dường như là không ngăn cấm tất cả các loại chiếu khoán dành cho 4 nước kể trên. Việc giới hạn này ảnh hưởng trực tiếp đến các viên chức chính phủ và gia đình của họ từ những quốc gia từ chối nhận những người bị trục xuất từ Hoa Kỳ. Loại giới hạn chiếu khoán này đã từng được thực hiện trước đây. Các viên chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không cho biết khi nào việc giới hạn chiếu khoán cho 4 nước kể trên sẽ bắt đầu thực hiện. Bộ Nội an Hoa Kỳ nói rằng họ đã đề nghị Bộ Ngoại giao cần có hành động ngay với 4 nước trong số 10 nước được xem là không cộng tác. Bộ Nội an không công bố tên của những nước này. Bộ Ngoại giao xác nhận đã nhận được đề nghị nói trên, nhưng họ cũng không nêu tên những nước này. Họ chỉ nói rằng mỗi quốc gia này đã từ chối nhận lại hoặc là trì hoãn không hợp lý việc nhận lại những công dân của họ. Bộ Ngoại giao sẽ công bố chính xác hình phạt sau khi chính phủ của 4 nước này được thông báo. Bộ Nội an nói rằng mục tiêu của chúng tôi là muốn các nước đồng ý nhận lại công dân của họ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thường lưỡng lự việc ban hành ngăn cấm chiếu khoán vì những nước liên hệ sẽ phản ứng ngược lại bằng cách cũng giới hạn chiếu khoán đối với Hoa Kỳ. Vấn đề giới hạn chiếu khoán chỉ được dùng 2 lần trước đây đối với 2 nước Guyana và Gambia ở Phi Châu. Bộ Nội an mới đây đã xác nhận các nước Trung Cộng, Cuba, Việt Nam, Lào, Iran, Guinea, Cambodia, Hồng Kông và Nam Sudan cũng không cộng tác nhận người bị trục xuất từ Hoa Kỳ. Điều người ta không rõ là tại sao Cambodia, Eritrea và Guinea lại bị cho vào sổ đen bị giới hạn chiếu khoán, hoặc là tại sao nước Sierra Leone cũng nằm trong sổ đen sau khi chỉ nhận một lần cảnh cáo trong quá khứ. Một số thường trú nhân tại Hoa Kỳ đã trở về Việt Nam với ý định chỉ ở lại vài tuần lễ, nhưng một vấn đề gia đình hoặc là công việc nào đó đã buộc họ phải lưu lại Việt Nam trong một thời gian khá là dài. Liệu là họ có gặp trở ngại khi trở về Hoa Kỳ hay là không? Các thường trú nhân đi du lịch bên ngoài nước Mỹ và ở lại dưới một năm thì họ không cần xin giấy phép tái nhập cảnh, theo sở di trú gọi là Reentry Permit. Nhưng để chắc chắn 100% cho những việc bất thường xảy ra, quý vị nên xin giấy phép tái nhập cảnh. Quý vị có thể xin giấy này trước khi rời khỏi Hoa Kỳ. Mặc dù giấy phép tái nhập cảnh có giá trị 2 năm, nhưng quý vị nên lưu tâm hai yếu tố sau đây. Việc vắng mặt lâu dài trên đất Mỹ có thể khiến cho cơ quan di trú nghĩ rằng các thường trú nhân này không có ý định sống trên đất Mỹ thường xuyên. Cơ quan di trú có thể đi đến quyết định lấy lại quy chế thường trú nhân của quý vị. Cơ quan di trú cho rằng việc mỗi năm chỉ ghé thăm một lần khi trở lại Hoa Kỳ không được hưởng quy chế thường trú nhân. Các thường trú nhân phải tỏ thêm thái độ để được hưởng quy chế của họ. Thứ hai là các hãng hàng không ở Việt Nam hiện nay kiểm soát ngày rời khỏi Hoa Kỳ của khách du lịch trước khi cho phép họ lên máy bay trở lại Hoa Kỳ. Nếu du khách nào rời khỏi Hoa Kỳ quá lâu như hơn một năm chẳng hạn, các hãng hàng không có thể đòi hỏi khách du lịch này xin giấy phép tái nhập cảnh từ cơ quan di trú ở Sài Gòn, hay là xin chiếu khoán trở về của cư dân từ Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Đối với quy chế thường trú nhân được dựa trên quan niệm là một người muốn ở lại Hoa Kỳ thời gian lâu dài, để tránh trường hợp quy chế thường trú nhân bị thu hồi vì sống một thời gian quá dài bên ngoài Hoa Kỳ, các thường trú nhân nên thực hiện những điểm sau đây. Thứ nhất là tiếp tục khai thuế ở Hoa Kỳ. Thứ hai là tiếp tục giữ một chương mục ngân hàng và các thẻ tín dụng Credit Cards tại Hoa Kỳ. Thứ đến là nếu được thuê mướn ở nước ngoài nên bỏ tiền lương vào một ngân hàng của Hoa Kỳ. Và thứ tư là tiếp tục gia hạn bằng lái xe tại Hoa Kỳ. Và đồng thời cũng mua bất động sản tại Hoa Kỳ. Nếu như sự vắng mặt do công việc làm ăn, quý vị nên xin chủ công ty một lá thư cho biết chi tiết loại công việc và thời gian làm việc. Và nếu vắng mặt vì lý do gia đình hoặc là cá nhân, nên giữ đầy đủ các chứng từ cần thiết. Nếu một thường trú nhân từng ở Việt Nam thời gian dài, người này rất có thể sẽ mất quy chế hoặc là thẻ xanh sẽ bị thu hồi. Hay nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc trở lại Hoa Kỳ, điều tốt nhất là quý vị nên đến văn phòng di trú ở Sài Gòn, số 65 đường Lê Lợi, lầu số 9, để hỏi kỹ càng về việc này, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại
Cơ quan di trú sẽ quyết định rằng thường trú nhân này có thể trở về Hoa Kỳ dễ dàng hay là không, hoặc là phải mang theo chiếu khán trở về của cư dân được cấp từ Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Khi trở về Mỹ sau một thời gian dài ở Việt Nam, các thường trú nhân trở về nên mang theo các bản sao chứng từ để trình cho nhân viên di trú tại phi trường nếu được yêu cầu. Những chứng từ có thể gồm có các bản sao giấy thuế cũ, giấy chủ quyền nhà đất, hồ sơ chương mục ngân hàng, các thư từ liên quan đến công ty đang làm việc và một lá thư giải thích lý do phải kéo dài thời gian vắng mặt trên đất Mỹ khá là lâu. Là sở hữu thẻ xanh của Hoa Kỳ, đó là ước mơ của rất nhiều người. Sau đây kênh cũng xin chia sẻ một số nét văn hóa của Mỹ để chia sẻ thêm cái nét đẹp văn hóa của những người sống tại Mỹ. Một nét văn hóa của Mỹ đó là nét là lời cảm ơn và xin lỗi. Có lẽ là hai cụm từ mà mọi người được nghe nhiều nhất hàng ngày ở Mỹ, đó là cảm ơn và xin lỗi. Người Mỹ nói lời cảm ơn bất cứ chuyện lớn hoặc là chuyện nhỏ. Mỗi khi ai đó làm điều gì giúp mình, vợ cảm ơn chồng vì ông ấy đi lấy giúp mình ly nước, chồng cảm ơn vợ vì pha cho mình ly cà phê buổi sáng hay là nấu cho mình bữa ăn tối, và mẹ cảm ơn con vì đã giúp mẹ dọn dẹp sau bữa ăn tối. Trong gia đình, các thành viên không take things for granted, cho rằng đó là nhiệm vụ của bà ấy, của ông ấy, của con mình phải làm. Mọi người trong gia đình mình luôn đón nhận những điều người khác làm cho nhau với sự trân trọng và lòng biết ơn. Không riêng gì trong gia đình mà đối với cha mẹ, anh chị em ở xa hoặc là bạn bè ở chỗ làm hay hàng xóm, khi ai đó làm gì giúp mình hoặc là cho hay là tặng mình cái gì đó, người ta thường gọi điện thoại cảm ơn, hoặc là trang trọng hơn thì viết vài dòng thank you để gửi bày tỏ lòng biết ơn. Trang trọng thì mua thiệp thank you card, một tấm thiệp nhỏ viết vài dòng để gửi, thân mật thì có thể viết trong một tấm note card rồi cho vào phong bì và gửi đi. Khoảng một tháng trước, có một cô hàng xóm của mình mới sinh em bé, thấy vợ chồng có lu bu nên mình nấu bữa ăn tối cho cả gia đình để vợ chồng rảnh rỗi và cô hàng xóm có thì giờ chăm sóc em bé hơn. Do đó mình nấu trước ở nhà, trưa thì mang qua để có biết mà không phải lo chuẩn bị nấu bữa tối. Cô hàng xóm đã cảm ơn rối rít khi nhận đồ ăn. Mấy ngày sau, cô lại mang qua trả kèm theo tấm thiệp cảm ơn, thiệp màu tím trên đầu. Phía dưới thiệp là cảm ơn của vợ chị chồng của mình. Hè vừa rồi, chị bay qua châu Âu dự định nghỉ hè ở đó 6 tháng, nhưng mới đi được hơn 1 tháng thì hay tin bố chồng mình bị bệnh. Chị ở Đức nhưng trong lúc nhận được tin thì đang đi chơi ở Anh, nên từ Anh chị bay thẳng về nhà ông bố mà không kịp quay lại Đức để lấy đồ đạc, nên không mang theo laptop. Chị ở chăm sóc bố thời gian dài mà không có laptop. Ông xã mình qua thăm cụ có mang theo laptop nên để lại cái laptop của ông chồng cho chị ấy xài. Sau khi chị trở về nhà và nhận được laptop của người bạn bên Đức gửi qua, chị gửi laptop trả lại cho ông xã mình kèm theo cái thiệp cảm ơn. Câu cuối cùng là em là người em và là người bạn tuyệt vời. Lời cảm ơn của cô hàng xóm gửi cho mình sau khi mình nấu ăn cho gia đình cô. Phía dưới là những dòng cảm ơn của chị chồng mình gửi cho ông xã cảm ơn ông ấy đã cho chị mượn laptop. Thường khi tổ chức đám cưới cũng vậy. Sau khi đám cưới xong, đôi vợ chồng mới cưới viết thiệp gửi tới từng gia đình để cảm ơn bạn bè và người thân đã bỏ thì giờ tới dự đám cưới của mình. Tương tự như cảm ơn, xin lỗi cũng được người Mỹ dùng khá là nhiều trong ngày. Đôi khi người ta xin lỗi mặc dù thực sự là chẳng phải lỗi. Chẳng hạn như khi đi mua sắm, vô tình đi trước mặt ai đó làm cản đường đi của họ thì dừng lại nói I'm sorry, I'm in your way, nghĩa là xin lỗi tôi cản đường của bạn phải không? Hoặc là cả hai người đi mua sắm ở siêu thị, đi từ hai hướng khác nhau, vô tình đối mặt nhau thì cả hai đều nói lời xin lỗi nhau rồi cười và tiếp tục đi mua sắm. Trong tình huống lái xe cũng vậy. Khi lái xe bị đụng nhau, người Mỹ thường xuống xe rồi đôi bên xin lỗi nhau, sau đó trao đổi bảo hiểm. Nếu chỉ bị trầy xước nhẹ, không có thương vong, người ta thường gọi cho hãng bảo hiểm để bảo hiểm hai bên điều tra tìm xem lỗi của ai để quyết định bảo hiểm bên nào sẽ bồi thường. Nếu lỗi của mình thì bảo hiểm của mình bồi thường cho người kia, nên không việc gì phải cãi nhau. Những ứng xử xã giao thông thường trong văn hóa Mỹ như cảm ơn hay xin lỗi xem ra nhỏ,
nhưng có tác dụng rất lớn, có thể giúp tránh làm phiền lòng những người xung quanh hay là người thân của mình, tránh những cãi vã không cần thiết, cũng như là giúp ngăn chặn những hành động khác có thể dẫn đến bạo lực. Và đó, chúng ta cũng bàn về văn hóa cảm ơn và xin lỗi của người Việt một chút. Có lẽ khỏi phải nói, ai cũng đều biết rằng khi người khác làm giúp mình một điều gì đó, cần phải có lời cảm ơn, và khi mình sai hãy nói lời xin lỗi. Đó đơn giản là văn hóa. Tuy nhiên, văn hóa cảm ơn và xin lỗi phổ biến của người Việt Nam chúng ta quả là có nhiều điều đáng phải ngẫm nghĩ. Cảm ơn và xin lỗi đôi khi trở thành một đề tài xã hội. Trước đây trên một tờ báo trong nước có nói về một câu chuyện một người Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam đã phàn nàn rằng người Việt Nam ít nói xin lỗi. Tiếp theo đó là một thư khác của người đọc trong nước chỉ ra rằng chẳng những ít nói xin lỗi mà người Việt còn ít nói cảm ơn. Điều này có vẻ mâu thuẫn với truyền thống đạo lý của người Việt, vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, ghi ơn tiền nhân. Nhưng có lẽ trong cuộc sống bề bộn của thời thực dụng kinh tế, không ít người Việt, trong đó có cả những quan chức, quên nói lời cảm ơn. Và sự thiếu sót này có thể ảnh hưởng đến quốc thể và gây ấn tượng không đẹp ở người nước ngoài về con người Việt Nam. Câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây còn cho thấy hình như là trong số quan chức thể hiện sự tri ân vẫn còn khá là khó khăn. Anh là một kỹ sư người Đức, do cơ duyên nào đó lấy vợ Việt Nam và quê vợ ở một làng nghèo thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có lẽ là để làm một nghĩa cử cao đẹp cho quê vợ, anh về Đức quyên tiền và đem số tiền đó về quê vợ xây một bệnh xá cho người dân nghèo. Người dân trong làng ai cũng nhớ anh ta trực tiếp chỉ huy việc xây dựng, rất quan tâm đến chất lượng, đến nỗi cẩn thận gõ từng viên gạch để đánh giá xem thật hay là dởm. Kết quả là một bệnh xá khang trang và có chất lượng cao. Đến ngày khai trương, các quan chức trong làng đua nhau cảm ơn đảng và nhà nước, nhưng không có đến một lời cảm ơn chàng rể người Đức dù anh có mặt trong buổi lễ khánh thành bệnh xá ngày hôm đó. Một câu chuyện quên cảm ơn khác có liên quan đến giáo sư, một người vừa mới qua đời Paris. Giáo sư Liễu là một người rất tâm huyết với nền giáo dục nước nhà, đóng góp hàng trăm bài viết để cải tiến giáo dục và chuẩn mực giáo sư. Giáo sư cũng là một trong những người sáng lập ra Đại học Dân lập Thăng Long, nay là Đại học Thăng Long. Sau một tuần giáo sư qua đời, thật là ngạc nhiên khi trang web của trường Đại học Thăng Long không có một lời tri ân hay là lời chia sẻ về giáo sư này. Cũng đáng là ngạc nhiên thật. Ra trong xã hội Âu Mỹ, việc ghi nhận đóng góp của các nhà từ thiện được xem là một đặc điểm của văn minh. Các đại học thỉnh thoảng các thương gia tài trợ cho một ghế giáo sư hay là ghế chủ nhiệm một bộ môn khoa học. Trường đại học thường lấy tên nhà tài trợ đặt cho chức danh giáo sư. Do đó, thỉnh thoảng chúng ta thấy một số giáo sư Âu Mỹ, chẳng hạn như ông Peter Cooper, Professor of Medicine, để cho thấy là người giữ chức danh giáo sư y khoa đó là bà Rebecca Cooper tài trợ. Ngay cả trong các hội nghị khoa học có sự tài trợ của các công ty dược, ban tổ chức còn gửi thư nhắc nhở các nghiên cứu sinh hay là các nhà nghiên cứu trẻ đến quầy của các công ty dược để nói một tiếng cảm ơn. Nếu không có tài trợ của các công ty đó, chắc gì các nghiên cứu sinh được đi dự hội nghị. Lời cảm ơn ở đây rất quan trọng vì đó không chỉ là một cách tri ân người hỗ trợ mà còn là một cử chỉ bày tỏ rằng ở trên đời mọi người đều phải tùy thuộc nhau mà sống. Ngược lại với Âu Mỹ ở Việt Nam, hình như là tần số của hai chữ cảm ơn khá là hạn chế. Dự nhiều hội nghị trong nước, ít thấy khi nào diễn giả cảm ơn cộng sự hay là nghiên cứu sinh, làm như là tất cả slide và dữ liệu là tự họ sáng tạo ra vậy. Trong thời buổi hội nhập quốc tế, thiết nghĩ là chúng ta nên thực hành văn hóa cảm ơn. Thật ra văn hóa này chẳng xa lạ gì với người Việt. Như nói trên, người Việt có câu ăn trái nhớ kẻ trồng cây để ghi ơn những người đi trước đã tạo nên nền móng cho ngày nay. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời có nói một câu đơn giản mà nổi tiếng: sống trên đời cần phải có một tấm lòng, phải sống tử tế với nhau. Sống tử tế với nhau cũng có nghĩa là ghi nhận sự đóng góp và giúp đỡ của người khác. Cảm ơn chẳng những tỏ lòng tri ân người mình thọ ơn mà còn là một cách tôn trọng nhân phẩm của chính mình và cũng như là của người đó.
Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.